thiếu vắng đi trung vệ đang chơi tương đối ổn định là Asehi cũng là một vấn đề với Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Đội khách Hà Nội giao bóng trước trong trang phục quen thuộc màu áo tím quần vàng và bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là Thành Trung, bên xuất phát của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu này như sau. Trong khung thành đó là thủ môn số 26 Huỳnh Tuấn Linh, các thủ số 2 Lê Văn Sơn, số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 1 Nguyễn Tuấn Anh, số 7 Vũ Văn Thanh mang băng đội trưởng, số 28 Nguyễn Văn Việt, số 30 Washington Brandao và số 94 Barbosa Mauricio. Tosi và cả ngang vẫn là cao thủ Hà Nội Xuân Tú. Huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đó là ông Kiatisak Lusao. Đội chuyển bóng lỗi của Đậu Văn Toàn. Đây chính là ban huấn luyện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn về đội hình ra quân của câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu này như sau. Trong thành đó là thủ môn số 1 Bùi Tuấn Trường, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Lusao, số 8 Đậu Văn Toàn, số 9 Phạm Tuấn Hải, số 13 Trần Văn Kiên, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 23 Toshi Muzan, số 25 Lê Xuân Tú, số 28 Đỗ Duy Mạnh và số 88 đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đó là ông Chu Dê Hồ. Ngày hôm nay bộ đôi trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đó là Thành Trung và Đỗ Duy Mạnh. Khá lâu rồi thì Thành Trung và Duy Mạnh mới có một trận đấu chính thức với nhau. Khi mà ở V-League mùa giải năm nay thì trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh chơi cực hay. Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp thì ông Chu Dê Hồ đã có được thành tích tương đối đáng khích lệ, đó là chiếc vô địch V-League năm 2022 cùng với câu lạc bộ Hà Nội. Nhiều người thì cho rằng cho dù kết quả tại cúp quốc gia này có như thế nào, đây là tốc độ của Brandao, vẫn là Brandao. Lùi về phòng ngự rất hay của Phạm Tuấn Hải, đó chính là điểm mạnh của cầu thủ này. Không chỉ hay trong tấn công, Phạm Tuấn Hải là cầu thủ cực kỳ mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp, thậm chí là những tình huống đứng vị trí để tham gia hỗ trợ phòng ngự nữa. Tiếp câu chuyện của huấn luyện viên Chu Dê Hồ, cho dù kết quả của cúp quốc gia năm nay có như thế nào thì có lẽ huấn luyện viên này cũng không có một bản hợp đồng tiếp theo với đội bóng thủ đô nữa. Rất nhiều những lý do được đưa ra không cùng quan điểm chung với ban lãnh đạo, nhưng có lẽ một những vấn đề chính là ông Chu Dê Hồ chưa có bằng pro, và đương nhiên ông không thể dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội tại cúp châu Á ở mùa giải năm sau. Lusao hòa nhập rất tốt với câu lạc bộ Hà Nội, và đặc biệt anh chơi cực kỳ ăn ý với Phạm Tuấn Hải. Thành Trung. Ngày hôm nay thì đội tuyển quốc gia đã có buổi tập đầu tiên, nhưng đương nhiên là không đầy đủ quân số, chỉ có khoảng 15 cầu thủ có buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên Park Hang-seo. Và những tuyển thủ đang nằm trong số 4 đội bóng đang tham dự trận đấu cuối cùng tại cúp quốc gia năm nay sẽ lên tập trung muộn, chắc chắn rồi. Sau khi kết thúc vòng đấu bán kết thì những đội bóng thua trận và có các cầu thủ trong đội hình thì sẽ lên tập trung đội tuyển quốc gia. Trong đó thì hai đội bóng lọt vào vòng trận chung kết thì sẽ tiếp tục với những quân số của mình cho đến tới những trận đấu cuối cùng. Trận chung kết cúp quốc gia năm nay sẽ là trận đấu được diễn ra vào ngày 27 tháng 11, và sân đấu để tổ chức trận chung kết cũng đã được xác định. Nếu như Hà Nội giành chiến thắng thì trận đấu chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi đó thì nếu như Hoàng Anh Gia Lai thắng trận bán kết này thì trận đấu chung kết sẽ được tổ chức trên sân Pleiku. Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết tại cúp quốc gia này thì đã có 2 đội bóng lên ngôi vô địch tại cúp quốc gia trong lịch sử, đó là Hà Nội và Topelem Bình Định. Các đội bóng đó là Văn Thanh,
cắt bóng tốt của Duy Mạnh. Thành Trung. Tập trung của tuyển quốc gia tới đây thì đương nhiên là câu lạc bộ Hà Nội vẫn là đội bóng góp mặt nhiều cái tên nhất. Ở hàng hậu vệ đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Và tiền vệ là Đỗ Hồng Dũng và một cái tên nữa nhưng đang không thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, đó là Nguyễn Quang Hải. Quang Hải đang tập trung cùng với FC và chưa thể về tập trung ở thời điểm này. Trên hàng tiền đạo gồm có đội trưởng Phan Quyết và Phạm Tuấn Hải. Văn Việt ngày hôm nay thì không có sự xuất hiện của Asehi, trung vệ người Hàn Quốc đã không được đăng ký tại quốc gia năm nay. Chứ vậy Văn Việt sẽ là cầu thủ đá chính trong trận đấu này. Văn Việt cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đội chính thức của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và đương nhiên là Hữu Tuấn. Đã có những thông tin là Hữu Tuấn sẽ rời Hoàng Gia Lai sau mùa giải này. Một những biến đỗ của cựu trung vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể là Nam Định hoặc là Đông Á Thanh Hóa. Đối với Công Duy và Văn Thành thì Viettel là câu lạc bộ rất quan tâm tới hai cầu thủ chạy cánh này. Mauricio tạt bóng. Trận đấu gần nhất tại V-League khi Hoàng Gia Lai gặp Hà Nội trên sân Pleiku, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Đó là trận đấu mà Phạm Tuấn Hải đã mở tỷ số từ tình huống đánh đầu rất đẹp ở phút thứ 34. Sau đó thì Vũ Văn Thanh đã sa bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 74 trên chấm đá phạt 11m. Như vậy chỉ trong khoảng 5 ngày thôi thì đây là trận đấu thứ hai giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội. Đây là Lê Xuân Tú. Xuân Tú, Tosin Muzan tạt bóng rất đẹp. Không vào. Cơ hội rất nguy hiểm đã thuộc về đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Và tạt bóng rất hay của Tosin Muzan. Xuân Tú. Hà Nội là đội bóng cực kỳ sắc sảo trong những pha tấn công. Vừa rồi thì Tuấn Linh đã phải rất vất vả mới có thể cứu thua cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Văn Kiên. Treo bóng. Lưu Sào. Đánh đầu chiến thuật. Ngoài khả năng dứt điểm tốt thì tiền đạo người Brazil Lưu Sào cũng là một trong những cầu thủ kiến tạo rất hay với những tình huống làm tường tốt của mình. Rất nhiều những trận đấu thì Lưu Sào đã có những tình huống đánh đầu chiến thuật để cho Phạm Tuấn Hải ghi bàn. Đấy là Tuấn Hải. Tuấn Hải rất hay, vẫn là Tuấn Hải. Dứt điểm không được. Tuấn Hải chơi cực kỳ tiến bộ ở mùa giải năm nay với 10 bàn thắng tại V-League và anh là chân sút nội tốt nhất. Và ngay tại cúp quốc gia năm nay thì Tuấn Hải cũng đang là một những cầu thủ có số bàn thắng cao nhất. Lúc này Tuấn Hải đang có 3 bàn tại cúp quốc gia năm nay cùng với những cầu thủ như là Ngô Hồng Phước, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Hữu Sơn. Nhưng vào lúc này, cụ thể là ở bóng đấu này thì chỉ có Lê Văn Thắng của Đông Á Thanh Hóa là có thể cạnh tranh được số bàn thắng với Tuấn Hải. Trước trận đấu này thì cũng đã có những thông tin về việc đội trưởng Văn Quyết có thể thi đấu trận bán kết này. Rất may vừa rồi là tình huống chạm bóng của Lương Xuân Trường, suýt chút nữa đã có một tình huống phản đối nhà. Văn Thành treo bóng rất nguy hiểm, đánh đầu hơi cao một chút so với đà băng vào của Brandao. Vừa rồi là một tiếng tấn công nách trung lộ rất có nét của cao thủ Hoàng Gia Lai, không có bất kỳ một lỗi việt vị nào cả. Và tạt bóng cũng khá mềm rồi, hơi lỡ đà một chút so với Brandao thôi. Vừa rồi là một câu trả lời của cao thủ Hoàng Gia Lai. Thank you.
14 trận đấu cuối cùng của các thủ Hoàng Gia Lai tại V-League năm nay là một chuỗi trận cực kỳ đáng quên. Họ chỉ thắng được có 2 trận đấu mà thôi. Trong khi đó thì thua tới 5 và hòa 7. Quãng thời gian rất nhiều những cầu thủ Hoàng Gia Lai bị sao động về mặt tâm lý. Và sau khi đã được giải quyết một cách triệt để, đã có những thông tin là ban lãnh đạo của Hoàng Gia Lai đưa ra là sẽ có những bản hợp đồng tương đối phù hợp với những cầu thủ muốn ở lại với Hoàng Gia Lai. Và ngay cả khi những cầu thủ đã hợp đồng muốn ra đi thì Hoàng Gia Lai cũng không tìm cách để lưu giữ nữa. Đây sẽ là tốc độ của Văn Toàn. Lỗi của Đậu Văn Toàn. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật. Một mùa giải mà Đậu Văn Toàn đã thay thế Mau Xét một cách tương đối tốt. Nhưng công bằng mà nói thì lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội là rất đồng đều. Đấu giữa Top Elite Bình Định và Đông Á Thanh Hóa cũng là một trận đấu rất hay tại bán kết cúp quốc gia năm nay. Và đương nhiên đó là một trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Họ được thi đấu trên sân nhà và lực lượng của Top Elite Bình Định cũng được đánh giá nhỉnh hơn. Chính vì vậy, cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi sẽ là một cặp đấu được coi là cân bằng hơn. Tuy lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Hoàng Gia Lai, nhưng rõ ràng được chơi trên sân nhà với một trận đấu tương đối quan trọng như thế này và với một sự quyết tâm cao thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Pha nhả bóng một chạm của Phạm Tuấn Hải. Hai mươi bảy tháng 11 sẽ là trận chung kết của cúp quốc gia, sau đó thì cao thủ sẽ lên đội tuyển để tập trung ngay hướng tới trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình vào ngày 30 tháng 11. Đó cũng là một trận đấu rất quan trọng trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. Đậu Văn Toàn. Ném biên dành cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Việt. Kể từ khi cập bến với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì phong độ của Văn Việt là không ấn tượng. Ngày hôm nay không có sự có mặt của Hữu Tuấn cũng như là An Sehi thì Văn Việt mới được huấn luyện viên Kia Tí Sắc sử dụng trong đường chính thức. Đây sẽ là một thử thách rất lớn của cựu trung vệ câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Hôm nay ba trung vệ của Hoàng Gia Lai vẫn là Lê Văn Sơn, Văn Việt và Mauricio. Hai cánh là Hồng Duy và Văn Thanh. Khá hay, Toshi Muzan. Tuấn Hải. Không có lỗi của Mauricio. Ngày hôm nay thì những pha không chiến của Du Sao sẽ vất vả hơn khi anh phải đối đầu với một trung vệ có chiều cao quá ấn tượng, 1m98 của Mauricio. Văn Kiên. Và chuyền bóng lỗi của Văn Kiên. Xuân Trường. Sách tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất không có những cái tên như là Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng.
đây là lần đầu tiên huấn luyện Park Seo không triệu tập hai cái tên này. Nếu như Công Phượng và Xuân Trường không gặp bất kỳ một vấn đề gì về thể trạng cả, thì hiện tại thì Công Phượng đang gặp chấn thương, còn phong độ của Xuân Trường là không tốt. Trong năm 2022 đánh đầu, đánh đầu ở cự ly rất xa của Minh Vương. Minh Vương và Tuấn Anh chính là hai cái tên sẽ ở lại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sau khi mùa giải này kết thúc. Đó là sự chắc chắn đến từ hai tiền vệ này. Trong khi đó thì những cái tên còn lại đều được rất nhiều những câu lạc bộ khác tại V-League dành những sự quan tâm. Không được, nó không tới được vị trí của Minh Vương. Không chiến thành công của Mauricio. Đậu Văn Toàn, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải. Rất hay, Đoàn Văn Hậu. Vẫn là Đoàn Văn Hậu. Lỗi của Văn Hậu với Mauricio. Sau khi kết thúc mùa giải năm 2022, đây sẽ là một những mùa giải có nhiều xáo trộn nhất trong đội hình của Hoàng Gia Lai kể từ mùa giải năm 2016. Triệu Việt Hưng cũng đã có một bản hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Hải Phòng và đương nhiên anh sẽ không quay trở về với Hoàng Gia Lai. Chỉ có một cầu thủ sẽ quay lại Hoàng Gia Lai, đó chính là Châu Ngọc Quang. Cầu thủ tiền vệ cũng rất xuất sắc mùa giải qua cùng với câu lạc bộ Hải Phòng. Văn Thanh. Để nói đây sẽ là một trận đấu mà các cầu thủ có những thông tin sẽ rời Hoàng Gia Lai sau mùa giải này sẽ nỗ lực hết mình. Toàn là một cái tên rất nhiều những câu lạc bộ tại V-League dành cho anh sự quan tâm. Và đã có những thông tin ngay cả câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có những sự quan tâm nhất định tới tiền đạo Văn Toàn. Nhưng ở thời điểm hiện tại tất cả vẫn chỉ nằm ở mức thông tin mà thôi. Chưa có gì chắc chắn cả. Bắt góc cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Đánh đầu, thủ cao quá tốt của Văn Hậu. Nguyễn Phong Hồng Duy. Không khó hiểu khi Viettel dành rất nhiều sự quan tâm cho Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy, khi mà đôi cánh của Viettel ở những năm gần đây luôn được đánh giá là điểm khuyết của đội bóng này. Brandao. Thể hình của Văn Hậu cũng cực kỳ ấn tượng. Tranh chấp tay đôi với những ngoại binh không phải là vấn đề quá lớn với những cầu thủ như là Văn Hậu, Vũ Hoàng Việt Anh. Một số những hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội thì Vũ Hoàng Việt Anh là cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất, 1m86. Lốp bóng, đánh đầu, pha chạm bóng của Lu Sao. Tuấn Hải cho rằng nếu như trong pha bóng vừa rồi Lu Sao nhường cho anh thì rất có thể sẽ là bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Rất khó trách Lu Sao trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục lại một tình huống đánh nách trung lộ rất quen thuộc của câu lạc bộ Hà Nội. Hôm nay thì Hà Nội có những sự thay đổi cực kỳ tích cực trong lối chơi. Đây là Lu Sao, vẫn là Lu Sao. Cầm bóng rất khéo.
Văn Thành, Văn Toàn. Văn Toàn xuất tiếng rất nhanh, vượt qua được Duy Mai, cả ngang, không có một ai xâm nhập, rất đáng tiếc. Đó cũng là một những vấn đề của Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Mặt trận tấn công của họ thường khá mỏng. Và đi bóng quá hay của Văn Toàn, rất tiếc là không có bất kỳ một cái bóng áo trắng nào đứng ở khu vực có thể tạo ra một điểm chạm cả. Chỉ cần có một cầu thủ nhập vào khu vực vòng 5m50 của câu lạc bộ Hà Nội thôi thì rất có thể sẽ là bàn thắng cho anh Gia Lai. Và đi bóng rất hay của Văn Toàn. Bóng này thì Hoàng Gia Lai và Hà Nội vẫn đang chơi ngang ngửa. Cả hai đều tạo ra được những cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Lê Văn Sơn có thể coi là một những phát hiện mới ở vị trí trung vệ của huấn luyện Kia Tí Sắc. Trước đây Văn Sơn thường dự bị cho Văn Thanh ở vị trí cánh phải. Nhưng ở mùa giải năm nay với rất nhiều những sự thiếu vắng nơi vị trí trung vệ thì huấn luyện viên Kia Tí Sắc đã phải sử dụng tới Lê Văn Sơn. Xuân Trường, Tuấn Anh. Và xử lý hay của Tuấn Anh. Nếu như Hà Nội vô địch quốc gia năm nay thì họ sẽ là đội đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch tại giải đấu này. Lúc này thì Hà Nội đã có 2 chiếc vô địch tại cúp quốc gia. Trong khi đó nhựa nói thì Hoàng Gia Lai chưa có bất kỳ một chiếc vô địch nào cả. Họ mới chỉ một lần lọt vào trận chung kết và để thua Sông Lam Nghệ An. Đoàn Văn Hậu. Quyết chưa kịp bình phục chấn thương cho trận đấu ngày hôm nay, nhưng rất có thể nếu như Hà Nội lọt vào trận chung kết thì đội trưởng Nguyễn Văn Quyết sẽ có thể hồi phục kịp và tham dự trận đấu đó. Mỗi khi có Văn Quyết trong đội hình, lối chơi của Hà Nội có thể nói là mềm mại hơn và nhiều những phương án để đưa ra. Một chạm rất hay của Đậu Văn Toàn. Đây là Văn Kiên. Không được. Văn Kiên đã phối hợp không tốt với Đỗ Hùng Dũng. Không tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Pressing rất nhanh của cầu thủ Hoàng Gia Lai đã khiến cho hàng tiền vệ của Hà Nội bối rối ở những phút vừa qua. Đúng là trận đấu này thì tinh thần của cầu thủ Hoàng Gia Lai đang lên rất cao. Tiết tại Pleiku ngày hôm nay là rất lý tưởng, khoảng 25 độ C và mặt sân lúc này cũng rất đẹp. Xuân Tú. Không được.
giải này thì các ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội chỉ có Lusao là cầu thủ được coi là chứng minh được. Trong khi đó thì với Toshimuzan thì có lẽ sau khi kết thúc mùa giải 2022 thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ không tái ký với cầu thủ này nữa. Đặc biệt là với chấn thương của Silladi cũng rất khó để cho câu lạc bộ Hà Nội có thể chờ đợi cầu thủ này. Hay của Đỗ Dũng, đây là Toshimuzan. Đoàn Văn Hậu. Tài xác định có lỗi đẩy sau của Lusao với Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy cũng tương đối khôn khéo khi đã có một vị trí tốt hơn so với Lusao. Vai của Lusao đã đẩy vào lưng của Nguyễn Phong Duy và một tình huống đá phạt cho Hoàng Gia Lai là hoàn toàn chính xác. Mauricio. Văn Việt. Văn Toàn. Va chạm của hai cầu thủ đều có tên là Văn Toàn. Văn Toàn của Hà Nội và Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Gia Lai. Này trên sân Quy Nhơn thì Top 11 Bình Định đang dẫn trước Thanh Hóa với tỷ số là 1-0. Một mùa giải mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng rất khát khao có được một danh hiệu với Top 11 Bình Định. Bình Định đã đứng thứ 3 tại V-League năm nay, đó cũng là một thành công đối với một đội bóng được coi là mới như là Top 11 Bình Định. Sút xa. Nhưng sút xa khá tốt của Đoàn Văn Hậu. Bóng đi căng và khá lắc. Tới hai nhịp thì Tuấn Linh mới có thể bắt gọn trái bóng. Bóng đi căng nhưng độ hiểm hóc thì chưa cao. Vừa rồi mới là tình huống dứt điểm chung kết đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về câu lạc bộ Hà Nội. Toshi. Qua người không thành công. Toshimuzan. Văn Kiên. Đội vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn. Hoàng Gia Lai vẫn đang chơi phòng ngự phản công. Cầu thủ dự bị của Hoàng Gia Lai, Bruno Henrique, chắc chắn sẽ không được tái ký sau khi mùa giải này kết thúc. Một giải rất đáng thất vọng của tiền đạo người Brazil. Thì cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội Hà Tĩnh cũng như là Sông Lam Nghệ An.
và Văn Hậu. Thành Trung. Và chuyền dài chính xác của Thành Trung. Vào bóng rất mạnh của Văn Việt. Tư thế vào bóng của Văn Việt là rất tốt trong tình huống vừa rồi. Xuân Tú. Này thì trận đấu vẫn đang diễn ra khá chậm, không còn nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra từ những phút đầu tiên của trận đấu này nữa. Văn Hậu. Này ngay cả Bradao cũng đang lùi về phần sân nhà để hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Văn Toàn đang chơi cao nhất trên hàng công. Tốc độ của Văn Toàn sẽ là một vũ khí rất lợi hại trong những tình phản công của các thủ thành Gia Lai. Còn Hà Nội thì vẫn phải đang kiểm soát bóng để tìm ra những khe hở nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Thì chắc chắn không phải là điều đơn giản vì đây đã là vòng đấu bán kết của cúp quốc gia rồi. Trận đấu loại trực tiếp như thế này thì chắc chắn là tất cả các đội bóng sẽ chơi một cách tương đối kín kẽ. Xuân Tú đã đổi từ phía cánh phải sang phía cánh trái của Hà Nội. Không được. Tạt bóng lên dành cho các thủ thành Gia Lai. Huấn luyện viên Kia Thị Sắc có lẽ cũng sẽ là một cái tên rời đội bóng núi sau khi mùa giải này kết thúc. Rất tiếc nuối mùa giải năm 2021 khi Hoàng Anh Gia Lai đang chơi cực kỳ bùng nổ thì giải đấu đã phải dừng lại. Thì Hoàng Anh Gia Lai rất vất vả mới có thể vượt qua được Sài Gòn trên sân đá phạt luân lưu. Trận đấu cũng diễn ra trên sân Pleiku. Trong khi đó thì Hà Nội dễ dàng đánh bại đội Anh Nhất Bình Phước với tỷ số là 5-0 trên sân khách, không quá bất ngờ. Ba trận đấu tại cúp quốc gia năm nay Hà Nội ghi tới 11 bàn thắng và để thủng lưới có 1 bàn thôi. Vừa rồi trọng tài Vũ Nguyên Vũ cho rằng Tuấn Hải đã mắc lỗi ném biên. Lợi thế cho các thủ Gia Lai. Văn Toàn. Nguyễn Phong Hồng Duy. Rất thoáng, vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Cơ hội không được, không chế bóng không chính xác của Tuấn Anh. Xem lại pha bóng này, đường chuyền rất có ý đồ của Nguyễn Phong Hồng Duy dành cho Tuấn Anh. Rất đáng tiếc là số 1 bên phía đội chủ nhà đã không chế bóng không tốt. Này thì sân Pleiku trời đã đổ mưa. Đây chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi.
và xử lý không thành công của Xuân Tú. Xuân Tú cũng là một những cái tên mà để lại nhiều sự tiếc nuối khi anh không được triệu tập vào danh sách đội tuyển quốc gia. Một mùa giải rất hay, rất tiến bộ của cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Xuân Tú đã có 5 bàn thắng tại V-League năm nay. Và anh cũng đã hòa nhập rất tốt với lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải này. Hải Trung, Tôn Sĩ Muzan rất khéo. Muzan, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng của Lusao. Trung phong Lusao là cầu thủ rất có duyên trước khung thành đối phương, nhưng đây là một tiếng xử lý quá hay của Tôn Sĩ Muzan, rất mềm mại và thông minh. Ngay cả tiếng dứt điểm của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hà Nội cũng cực kỳ mềm mại. Hoàng Gia Lai lại tiếp tục thủng lưới trước câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp thi đấu đầu tiên. Pha ăn mừng quen thuộc của Lusao mùa giải năm nay. Cùng xem lại pha xử lý này. Tình huống mất tập trung nơi hàng thủ của Hoàng Gia Lai. Văn Việt đã bị vượt qua. Tuấn Linh đã xuất sắc ở tình huống bóng đầu tiên, nhưng ở pha bóng thứ hai thì chắc chắn là anh không thể làm gì được. Quạt bóng quá hay để đánh bại trung vệ Văn Việt, một trong những nỗi lo nơi hàng phòng ngự của anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Việt thực tế đã chơi tốt trước khi anh để cho Tôn Sĩ Muzan vượt qua ở tình huống vừa rồi. Sau khi có tình huống được coi là giúp cho Lusao có bàn thắng mở số trận đấu này, thì Tôn Sĩ Muzan cũng đã tập tễnh. Trời đã đổ mưa to hơn. Hà Nội dẫn bàn và Hoàng Gia Lai tiếp tục gặp khó khăn. Đúng là chất lượng đội hình của câu lạc bộ Hà Nội vẫn là một cái gì đó khá khác biệt. Hà Nội vẫn là đội bóng đưa được bóng về phía khung thành của Hoàng Gia Lai nhiều hơn. Tuấn Hải tiếp tục lại một tiếng phòng ngự rất ấn tượng của Phạm Tuấn Hải. Lương Xuân Trường, lúc này thì Gia Lai không thể chơi với một đỉnh thấp và chơi chậm được nữa rồi. Đó là Xuân Trường. Và phòng ngự bóng bổng tốt của Lusao. Bàn thắng mở tỷ số của Lusao và đối với anh Gia Lai chính là bàn thắng đầu tiên của anh tại cúp quốc gia năm nay. Dễ hiểu thôi. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Lusao cùng với câu lạc bộ Hà Nội tại cúp quốc gia năm 2022 và Tôn Sĩ Muzan đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Có lẽ anh đã bị căng cơ. Người vào thay đó là Nguyễn Hải Long. Đây có lẽ không phải là một vấn đề quá lớn với câu lạc bộ Hà Nội. Nhiều mùa trận đấu ở mùa giải năm nay thì đội bóng thủ đô chơi chỉ với một tiền đạo, đó là Tôn Sĩ Muzan. Đó là Lusao ở trên hàng công mà thôi. Tôn Sĩ Muzan thực tế cũng không đá chính nhiều tại V-League năm nay. Tôn Sĩ Muzan là cầu thủ người Croatia và ngày hôm nay thì đội tuyển của anh cũng đang có những trận đấu đầu tiên tại vòng bảng World Cup năm 2022 và đối thủ là đội tuyển Maroc. Thank you.
Lúc này thì huấn luyện viên Kiatisak đã chơi tất tay. Ông thay đổi sơ đồ chiến thuật, thay trung vệ Văn Việt ra khỏi sân và tung một tiền đạo vào sân. Đó là Bruno Henrique. Bruno là cầu thủ tương đối nặng nề, không có tốc độ nhưng vẫn hữu dụng ở những tình huống không chiến. Tuấn Anh, Xuân Trường, Bruno. Trọng tài đã cho rằng bóng chạm tay của Bruno Henrique cho pha bóng vừa rồi. Một lần nữa chúng ta xem lại pha bóng này. Quay này có thể thấy là bóng đã chạm tay của tiền đạo BP Hoàng Gia Lai. Thành Trung. Hài Lòng. Cú đẩy sau của Văn Thanh với Hài Lòng. Chính là người sẽ thực hiện tình huống đá phạt này cho các cầu thủ Hà Nội. Nguy hiểm. Bắt vô lê không chính xác của Đỗ Hùng Dũng. Đây sẽ bán kết của cúp Sa, nếu như hai đội hòa nhau trong hai hiệp đấu chính thức thì sẽ ngay lập tức bước vào những loạt thi đấu luân lưu. Và quả người không thành công của Xuân Tú. Đây là Brandao. Chắc chắn với sự có mặt của Bruno Henrique thì Brandao sẽ chơi giải viên nhiều hơn. Hôm nay rất có thể đội hình của Hoàng Gia Lai sẽ là 4-3-3 với ba tiền đạo, đó là Bruno, Brandao và Văn Toàn. Hàng tiền vệ sẽ là Minh Vương, Xuân Trường và Tuấn Anh. Bắt buộc phải chơi mạo hiểm. Đây là một trận đấu có tính chất loại trực tiếp. Nếu để thua thì rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của rất nhiều những cầu thủ Hoàng Gia Lai và ngay cả huấn luyện viên Kiatisak nữa. Như đã nhận định ở đầu trận đấu này thì rõ ràng đây là thời điểm mà đội hình của câu lạc bộ Hà Nội được đánh giá là nhìn hơn. Nhưng lợi thế của Gia Lai là được chơi trên sân nhà Pleiku. Thế ở thời điểm hiện tại, nếu như đây là một trận đấu được chơi trên sân đấu hàng đẫy thì Hà Nội được đánh giá cao hơn Hoàng Gia Lai rất nhiều. Đó là một thực tế. Đánh đầu! Goal! Không vào! Và dứt điểm rất nguy hiểm của Minh Vương. Bóng bật đúng người một hậu vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Phạt góc cho Hoàng Gia Lai. Một phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Cú xem lại pha bóng này, tình huống nhả đầu rất hay của Văn Toàn. Rất tiếc là tình huống băng vào dứt điểm của Minh Vương, bóng bật đứng trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Trời đang đổ mưa khá to. Đây không phải là một điều kiện thời tiết lý tưởng. Đánh đầu!
Rất có thể hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Hà Nội. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây thôi. Và lúc này tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên của trọng tài Vũ Nguyên Vũ cũng đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2 thì Hoàng Gia Lai trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Lúc này thì trên sân Pleiku trời vẫn đang đổ mưa. Và sau khi để cho câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng mở tỷ số thì huấn luyện viên Piatek đã tung Bruno Henrique vào sân. Lusao, vẫn là Lusao, cánh trái rất thoáng, chậm mất rồi. Hơi tiếc một chút. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì câu lạc bộ Hà Nội đã có một tình huống tấn công rất thoáng. Lusao hơi chậm một chút trong nhịp cuối cùng. Và Văn Hậu. Hài lòng chính là cầu thủ đã vào sân để thay cho Tosin Muzan bị chấn thương ở hiệp 1. Đỗ Hùng Dũng, không được, không hiểu ý nhau. Trận đấu giữa Tôn Bình Lê Định và Đông Á Thanh Hóa đang có kết quả 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Rafenson chính là cầu thủ đã có một cú đúp. Và như vậy anh cũng đã ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ có thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới tại cúp quốc gia năm nay, cùng với những cầu thủ như là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết, đó là Lê Văn Thắng của Đông Á Thanh Hóa nữa. Rafenson chính là cầu thủ đã lập một cú hat-trick vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội tại V-League năm nay. Đó là chiến thắng 3-0 của Tôn Bình Lê Minh Định trước Hà Nội ngay tại sân Đồng Hàng Đậy. Trận đấu cực hay của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng và các học trò. Bảo Toàn. Đá nhịp nhàng. Bruno. Xuân Trường. Nguyễn Phong Hồng Duy. Rõ ràng là những đợt lên bóng của câu lạc bộ Hà Nội là sắc sảo hơn và tỏ ra nguy hiểm hơn. Cơ hội nguy hiểm nhất của Hoàng Gia Lai trong hiệp 1 có lẽ là tình huống dứt điểm của Minh Vương sau tình huống nhả bóng bằng đầu rất hay của Văn Toàn. Xuân Tú. Lũ Sào. Lỗ Việt Vị. Hải Long đã di chuyển hơi sớm khi mà đồng đội của anh chưa thể có được một tư thế tốt tung ra đường chuyền. Và xử lý chính xác của các trọng tài cũng là một tình huống băng lên tương đối thông minh của Mauricio. Đây là những cầu thủ không thể thi đấu trong trận đấu này của câu lạc bộ Hà Nội: Văn Dũng và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Trái của câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu này quá nhiều những sự lựa chọn, vì vậy Văn Dũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ngày hôm nay. Cánh trái vẫn còn Trương Văn Thái Quý và phần nào đó là cả Nguyễn Văn Vĩ nữa. Thì đó thì Văn Hậu vẫn đang chơi rất hay. Phong Hồng Duy. Tốc độ không phải là điểm mạnh của Bruno Henrique. Rõ ràng là ở những tình huống tăng tốc thì Bruno Henrique không thể làm khó cho Thành Trung và Duy Mạnh. Đây chính là điểm yếu của cầu thủ này.
Trong khi đó thì tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội đó là Lu Sao thì tương đối toàn diện. Ngoài khả năng không chiến tốt thì Lu Sao cũng là cầu thủ có tốc độ tốt. Một tình huống đá phạt, lỗi của Đậu Văn Toàn là chính xác. Đẩy sau của tiền vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội với Minh Vương. Tuy là khá xa nhưng rất thể vẫn sẽ là một tình huống dứt điểm ngay của Lương Xuân Trường. Những cầu thủ rất cao to bên phía câu lạc bộ Hà Nội đang làm rào thử thách cho tình huống đá phạt hàng rào của Lương Xuân Trường. Xuân Trường không được, nhẹ và cũng không đủ hiểm hóc, cho dù có đi trúng đích thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Tấn Trường. Văn Thành. Văn Thành hôm nay phải đối đầu với Văn Hậu không hề dễ dàng. Đây là Lu Sao. Không được. Và chơi bóng hơi cầu kỳ của Lu Sao. Lên bóng cho Oanh Gia Lai. Ông Duy, Bảo Toàn. Làm sao nếu như những trụ cột của Hoàng Gia Lai không tiếp tục ở lại đội bóng thì Bảo Toàn sẽ là một cái tên hàng đầu được ban luyện của đội bóng này sử dụng trong đời chính thức. Tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Cup vào năm 2022. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu. 30/11 sẽ là trận đấu với câu lạc bộ Borussia Dortmund tại Mỹ Đình. Và sau đó thì sẽ là quãng thời gian tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trận đấu giao hữu cuối cùng sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình khi đối đầu với đội tuyển Philippines. Dự kiến trận đấu đó sẽ diễn ra vào ngày 14/12. Trần Bảo Toàn. Không thể vượt qua được Văn Kiên. Tuấn Anh. Xuân Trường. Tập Lê Cù, Xuân Trường có một bàn thắng rất đẹp vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Rất tiếc đó là một giải đấu mà Hoàng Gia Lai đã không thể đã được những thành tích nhất định. BVD đã phải dừng lại vì dịch Covid-19. Mùa giải mà Hoàng Gia Lai thi đấu thực sự rất bùng nổ. Điểm mạnh của Tuấn Hải không phải là những đường truyền. Và trong đợt phản công vừa rồi chúng ta có thể thấy là Tuấn Hải tung ra một đường truyền có chất lượng không cao. Nếu như Hồng Duy không khống chế được bóng trong tình huống đó thì có lẽ cũng không đến được chân của các đồng đội đang băng lên phía câu lạc bộ Hà Nội. Top Bê Lê Bình Định đang nắm lợi thế lớn trong trận đấu bán kết còn lại tại Cúp Quốc gia năm nay
trước Đông Á Thanh Hóa. Và nếu như thôi Hà Nội giành được chiến thắng trong trận đấu này thì trận chung kết rất có thể sẽ là cú đầu giữa Hà Nội và Top Player Bình Định, và đó sẽ là được một trận đấu được diễn ra trên sân Võ Hàm Đẫy. Có lẽ Hà Nội cũng rất mong chờ, đội bóng đã đánh bại mình 3-0 tại V-League năm nay. Văn Sơn. Đá bóng khá đấy đâu. Tội hiếm hoi mà Bruno Henrique có thể thực hiện được những tình huống được coi là sở trường của mình. Pha tạt bóng chất lượng cao đến từ Văn Thành. Cùng xem lại pha bóng này. Nhưng đã có lỗi việt vị của tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai. Và xử lý chính xác của các trợ lý trọng tài. Góc quay vừa rồi có thể thấy là trước khi Văn Thành tạt bóng thì Bruno Henrique cũng đã đứng dưới các trung vệ bên phía Hà Nội, đó là Duy Mạnh và Thành Trung. Chèo bóng của Văn Thành. Cánh trái đang là Bảo Toàn. Xuân Trường. Sút xa. Một góc sút dạng như vừa rồi thì Xuân Trường cũng đã ghi bàn thắng vào lưới của Hà Nội tại V-League năm 2021. Đó là trận đấu mà Gia Lai thắng lợi 1-0 trên sân Pleiku trước câu lạc bộ Hà Nội. Vừa nói thì hai trận đấu gần nhất thì tiếp Hà Nội tại sân nhà, Hoàng Gia Lai 1-1. Đó chính là lý do để cho trận đấu này Hoàng Gia Lai có phần nào đó tự tin khi tiếp đội bóng thủ đô tại bán kết quốc gia năm nay. Bóng đã đi hết đường biên dọc và ném biên cho Hoàng Gia Lai. Văn Thành. Chắn bóng này thì các khán giả trên sân Pleiku, khán giả của đội chủ nhà rất mong chờ một kịch bản như trận đấu đã diễn ra cách đây 4 ngày thì Văn Thành đã có bàn thắng sau bàn tỷ số 1-1 trong hiệp 2. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu mà câu lạc bộ Hà Nội sẽ chơi tập trung hơn rất nhiều như trận đấu cách đây ít hôm, trận đấu tại vòng đấu cuối cùng ở V-League, thì Hà Nội đã vô địch rồi và họ chỉ tung đội hình được coi là không quá mạnh. Văn Hậu. Lưu Sao. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Một cú đúc của Lưu Sao. Rafaelson gọi ngay lập tức thì Lưu Sao đã trả lời. Đều là những ngoại binh người Brazil. Một pha tham gia tấn công rất hay của Đoàn Văn Hậu. Quá khó cho Hoàng Gia Lai rồi. Ông chủ tịch Đỗ Vinh Quang, vị chủ tịch rất trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, rất vui sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lu Sao. Với một màn trình diễn như thế này thì không khó hiểu thì Lu Sao sẽ được tái ký tại câu lạc bộ Hà Nội. Lối chơi cực kỳ phù hợp. Và tấn công rất hay của Đoàn Văn Hậu. Và cái đánh gót này của Lu Sao cũng cực hay.
của lỗi tuyệt vị của Rusao. Rồi, bảo toàn, không được. Lại một lần nữa, dứt điểm của cao thủ Hoàng Gia Lai không vượt qua được các cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Tạt bóng. Lúc này thì Hoàng Gia Lai không còn cách nào khác là đưa bóng ra biên và tạt vào phía trong cả. Đỗ Duy Mạnh đã có vị trí tốt. Sao thái độ thi đấu của Lusao cũng là một những điểm nhấn của tiền đạo người Brazil. Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, không được. Gia Lai đang chơi tất tay, họ không còn cách nào khác cả. Cách biệt đang là hai bàn rồi. Đẩy đội hình lên rất cao để tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Đây là Bảo Toàn. Chắc chắn là phía sau lưng nhà phòng ngự của Hoàng Gia Lai ở những phút tiếp theo sẽ là những khoảng trống rất lớn để cho các tiền đạo bên phía Hà Nội khai thác. Đánh đầu, phải đánh đầu trúng đích của Bruno nhưng không quá khó với Tấn Trường. Rất đơn giản của Đoàn Văn Hậu. Này thì có thể khẳng định là quá khó cho anh Gia Lai rồi. Văn Toàn. Và quả bóng dứt khoát và an toàn của Đỗ Duy Mạnh. Phòng Hồng Duy, Tuấn Anh, và thứ hai của Lusao cũng đã giúp anh góp mặt vào những cái tên đã có số bàn thắng nhiều nhất tại cúp quốc gia năm nay. Mất bóng sẽ là rất nguy hiểm. Mất bóng của Đậu Văn Toàn, tạt bóng, không được. Bóng không thành công của Bruno. Là Bruno treo bóng. Đánh đầu. Nỗ lực đánh đầu của Tuấn Anh. Quen thuộc của huấn luyện viên Chu Xê Hồ. Hải Long vừa vào sân ở hiệp 1 và hiệp 2 anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý và Bùi Hoàng Vy Anh sẽ vào sân. Bùi Hoàng Vy Anh vào sân để thay cho Lê Xuân Tú với một hàng hậu vệ 5 người sẽ được thiết lập ở những phút tới dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Chiến thuật cực kỳ quen thuộc của huấn luyện viên Chu Xê Hồ tại V-League năm nay.
Hôm nay rất có thể Hà Nội sẽ chơi với sơ đồ là 4-3-3. Sơ đồ là 3-4-3 với ba trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Trung và Đỗ Duy Mạnh. Hai cánh sẽ được dâng cao bởi Văn Kiên và Đoàn Văn Hậu. Đức Việt cũng sẽ là cái tên được huấn luyện viên Kiatisak tung vào sân ở những phút tiếp theo. Cú sao vẫn đang chơi cực kỳ nhiệt tình trên hàng công của câu lạc bộ Hà Nội. Rồi, Văn Thanh dứt điểm, không vào. Bruno không thể chạm chân vào bóng. Và căng ngang tương đối chất lượng của Văn Thanh. Khá tiếc. Vậy là cầu thủ trẻ Đức Việt vào sân để thay cho Lương Xuân Trường. Bóng không thành công. Hiện thực hóa việc lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết của cúp quốc gia. Nhưng đây vẫn chưa phải là một kỷ lục. Ở mùa giải 96, 97 và 98 thì câu lạc bộ Hải Quan cũng đã 3 lần lọt vào các trận chung kết của cúp quốc gia và họ cũng đã lên ngôi vô địch 2 lần. Câu lạc bộ Hải Quan trước đây là của Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như Hà Nội lọt vào trận chung kết và họ lên ngôi vô địch tại cúp quốc gia ở mùa giải này thì họ sẽ là đội bóng đầu tiên có 3 chiếc vô địch liên tiếp thôi. Tốc độ của Văn Toàn là rất nhanh. Can thiệp kịp thời. Lỗi của Thành Trung.
Phạm Văn Thanh. Vẫn là một cú đi còn tương đối xa. Văn Thanh khá chất lượng, nhưng Tấn Trường vẫn đang chơi ổn định. Lực đi và điểm đến tương đối tốt với tình huống đá phạt này của Vũ Văn Thanh. Tấn Trường có một vị trí tốt ở tình huống vừa rồi. Anh đã đẩy bóng một cách tương đối nhẹ nhàng. Đây, Bình Định đã dẫn trước 3-0 rồi. Cách biệt quá lớn trước Đông Á Thanh Hóa. Đúng là với những sự đầu tư của mình ở một giám này, Bình Định cũng là một bóng có chất lượng chuyên môn tốt. Và đương nhiên khi tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà thì khát khao của Bình Định là lớn hơn rất nhiều. Và đá phạt có thể nói là tốt của Vũ Văn Thành. Với tỷ số đang diễn ra ở hai cặp đấu bán kết thì phần nào đó cũng có thể hình dung được ra hai đội bóng sẽ chơi trận chung kết ở mùa giải năm nay. Nhiều khả năng sẽ là câu lạc bộ Hà Nội và Top Bele Bình Định. Trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy nếu như Hà Nội vượt qua Hoàng Gia Lai trong trận đấu này. Lúc này đội khách đang dẫn trước Hoàng Gia Lai với tỷ số là 2-0. Và đường bóng của Tuấn Linh. Văn Thành. Đức Việt. Bảo Toàn. Quá khó với những tình huống triển khai tấn công như vừa rồi của các thủ thành Gia Lai. Nguyễn Vũ nói không với tình huống tranh chấp của Mauricio với Lusao. Vẫn tiếp tục Đức Việt, Lusao thì vẫn đang đầu. Bảo Toàn. Vừa rồi thì cũng rất khó có thể bắt lỗi được Mauricio. Đây là tình huống dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Thực tế nếu như đây là một tình huống tranh chấp của Mauricio mà bóng chưa chạm chân anh thì lẽ ra sẽ có lỗi biệt vị của tiền đạo Lusao. Không có phạt đền. Xua tay rất dứt khoát của trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Nói tiếp đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của các cầu thủ Hà Nội trong trận đấu này. Đó là một pha bóng, nếu như pha tranh chấp của trung vệ Mauricio anh không chạm trên đầu bóng thì đã có lỗi việt vị của Lusao. Sao thì bàn thắng đã được công nhận và tỷ số vẫn đang là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đánh đâu? Và những tình huống bắt phạt đền gây tranh cãi tại V-League ở thời gian gần đây cũng sẽ khiến cho các trọng tài thận trọng hơn rất nhiều với những tình huống ngã trong vòng cấm của các cầu thủ. Đức Việt
giờ sẽ là phản công cho câu lạc bộ Hà Nội. Không được. Thái Quý. Lu Sào. Vẫn là Lu Sào. Lỗi của Tuấn Anh. Phút thứ 77 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2-0. Hoàng Gia Lai thì vẫn đang rất bế tắc với việc tìm đường vào khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Bóng không tới được vị trí của Tuấn Hải. Đậu Văn Toàn. Bùi Hoàng Việt Anh. Rất mạnh mẽ. Chí bóng này thì Hoàng Gia Lai chưa thể lên bóng. Hồ Dũng. Bảo Toàn. Văn Thành. Đối đầu với Văn Hậu thực sự là một trận đấu khó khăn với Vũ Văn Thành. Khả năng phòng ngự 1-1 của Đào Văn Hậu là quá ấn tượng. Tấn công cũng rất hay trong trận đấu này với bàn thắng thứ hai của Lu Sào. Văn Hậu có một tình huống tham gia tấn công rất ấn tượng. Tạt bóng hay của Bảo Toàn. Tấn Trường thì đang quá vững vàng. Tình huống xử lý tương đối gọn gàng của Bảo Toàn, nhưng tình huống tạt bóng sau cùng của anh lại đưa bóng đi hơi sâu. Bảo Toàn vẫn là thiếu tạt bóng đánh đâu. Lần này cú đánh đầu đã nguy hiểm hơn nhưng vẫn chạy cột dọc. Minh Vương là người dứt điểm cuối cùng. Vị trí đánh đầu còn quá xa với khung thành của Tấn Trường. Gia Lai dứt điểm có môn nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là hiệu quả trong những tình huống dứt điểm đó là không cao. Nhưng đây là một mùa giải mà lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã thay đổi rất nhiều. Họ chơi thực dụng hơn so với những mùa giải trước. Không còn những pha đan lát quá đẹp mắt nữa. Hà Nội thậm chí nhiều thời điểm trong trận đấu nhường thế trận cho đối phương và tổ chức những đợt phản công với một tốc độ rất nhanh. Bóng luôn hướng về phía trước và tìm mọi cách nhanh nhất để có thể tạo ra được những cơ hội về phía khung thành của đối phương. Và bàn thắng thứ hai trong trận đấu này là một bàn thắng dạng kiểu như vậy. Khi Đoàn Văn Hậu đã mở tốc rất nhanh và giờ là phạt đền. Chính xác, bây giờ sẽ là cơ hội để cho cao thủ Hoàng Gia Lai có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số cho còn 1-2. Ta sẽ cùng xem ai sẽ là người phạm lỗi trong pha bóng này. Người phạm lỗi là Đỗ Duy Mạnh.
Phạt đền là chính xác, không có gì phải bàn cãi cả. Vũ Văn Thành là người đứng trước tình huống đá phạt này dành cho các thủ anh Gia Lai. Anh sẽ đối đầu với Tấn Trường, một cầu thủ môn đã chơi rất ổn định kể từ đầu trận đấu. Phút thứ 81, cơ hội để cho anh Gia Lai có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Thời gian thi đấu vẫn còn nhiều. Văn Thành không vào. Lần này thì huấn luyện viên kia thì sắc không thể nở nụ cười được nữa rồi, rất chua chát. Cái ôm đầu ngán ngẩm, cái lắc đầu ngán ngẩm của huấn luyện viên bên phía Hoàng Gia Lai với tình huống sút phạt đền vừa rồi của học trò của mình. Không trúng đích, không trúng đích. Mùa giải hôm nay thì rất nhiều lần huấn luyện viên kia thì sắc nở nụ cười khi các học trò của mình dứt điểm cầu môn không thành bàn ở những pha rất ngon ăn, nhưng lần này thì ông không cười nữa. Một cái lắc đầu tương đối chua chát. Với cơ hội như vừa rồi mà Gia Lai vẫn không thể có bàn thắng trong trận đấu này thì thực sự là không phải biết làm đến cách như thế nào nữa mới giúp Gia Lai có được bàn thắng rút ngắn tỷ số đây. Quá thất vọng. Thành Trung đã bị phạm lỗi trước đó. Khá nhiều khán giả đã bỏ về sau khi Văn Thành đã dứt điểm bọt xà ở tình huống đá phạt đền vừa rồi. Giờ thì Hà Nội lại pressing. Bảo Toàn. Văn Toàn. Không được. Và bật tường lạc nhịp của Văn Toàn và Bruno. Rất năng nổ trong các trận đấu của anh Gia Lai, nhưng như vậy là chưa đủ. Lại là Văn Hậu băng lên, vẫn là Lu Sao. Không vào, không có lỗi việt vị của Lu Sao. Anh dứt điểm các ngăn cầu môn. Suýt chút nữa thì 3-0 cho Hà Nội. Sự vững vàng của Tấn Trường kể từ đầu trận đấu đã khiến cho Văn Thành gặp rất nhiều áp lực khi đối mặt với thủ môn này trên chấm đá phạt 11m. Văn Thành đã có một tình huống dứt điểm quá thiếu chính xác, bóng đi vọt xa. Bây giờ là tốc độ của Lu Sao. Vẫn là Lu Sao, rất khỏe, rất khỏe. Không có lỗi của Lê Văn Sơn. Lê Văn Sơn cũng tỏ ra rất hay trong pha phòng ngự vừa rồi. Lu Sao là một ngoại binh và có tốc độ rất tốt, nhưng Lê Văn Sơn đã theo đến cùng. Và Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng
Văn Kiên và Thái Quý đã bị trùng vị trí nhau ở trong phòng 10 rồi. Không được. Hoàn toàn cũng đã thấm mệt. Phút thứ 87. Tấn Sinh và Văn Tùng là những cái tên tiếp theo được tung vào sân. Đậu Văn Toàn rời sân. Vậy là đã có sự nhầm lẫn. Đậu Văn Toàn vẫn chưa thể rời sân. Thái Quý. Đoàn Văn Hậu. Rất nhịp nhàng. Đoàn Văn Hậu. Sút xa. Khá mạnh. Góc sút là quá hẹp để có thể đánh bại được Tuấn Linh. Ôi, vẫn không vào. Hàng công thi đấu thực sự thất vọng. Hàng thủ thì lỏng lẻo. Rất đáng tiếc. Tôi đi đánh đầu chỉ khoảng 5 mét thôi, nhưng Văn Toàn vẫn đưa bóng đi ra ngoài. Tấn Sinh vào sân thay cho Thành Trung. Văn Tùng vào sân thay cho Đậu Văn Toàn. Tại cúp quốc gia năm nay thì Văn Tùng cũng đã có một bàn thắng. Đó là bàn thắng vào lưới của Bình Phước. Bàn thắng đầu tiên của Tuấn Hải cho câu lạc bộ Hà Nội trong những trận đấu chính thức cũng là một bàn thắng tại cúp quốc gia. Bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Sau đó liên tiếp là những bàn thắng của Phạm Tuấn Hải tại V-League năm nay. Bình Định nâng tỷ số lên 4-0 trong cuối đầu với Đông Á Thanh Hóa. Và lúc này có thể khẳng định Bình Định là cái tên sẽ góp mặt ở trận chung kết tại cúp quốc gia năm nay. Và với những gì đang diễn ra trên sân Pleiku thì rất khó thể nghĩ tới một kịch bản là Hoàng Gia Lai có một trận đấu lội ngược dòng trước câu lạc bộ Hà Nội. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Phút 90, tỷ số vẫn đang là 2-0. Đức Việt, Lê Văn Sơn, Tuấn Anh, sẽ còn 3 phút bù giờ cho những nỗ lực của Hoàng Gia Lai. Có lẽ là đi tìm kiếm bàn thắng được coi là danh dự thôi. Lỗi của Đức Việt.
sau tương đối nguy hiểm của tiền vệ bên phía Hoàng Gia Lai với Thái Quý. Cơ hội cho câu lạc bộ Hà Nội. Tuấn Hải rất mạnh mẽ. Phút cuối trận đấu nhưng Tuấn Hải vẫn đang rất sung mãn. Và theo kèm rất vất vả của Nguyễn Phong Hồng Duy. Phút bù giờ rồi. Tuấn Hải vẫn có thể tăng tốc một cách tương đối ấn tượng. Có thể triển khai bóng ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Hà Nội vẫn pressing ngay. Thẻ vàng dành cho Lusao. Đây mới là trận đấu đầu tiên của anh tại quốc gia. Và với một thẻ vàng này thì cũng không vấn đề gì cả. Lusao vẫn sẽ góp mặt ở trận chung kết thôi. Tuấn Hải cánh phải rất thoáng. Hôm nay thì tấn công không phải là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Hà Nội, họ sẽ kiểm soát bóng và đợi hết giờ thôi. Duy Mạnh. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội với một cú đúp của Lusao. Một chiến thắng xứng đáng dành cho đội bóng thủ đô. Họ đã chơi sắc sảo hơn trong trận đấu này. Văn Thanh là người bỏ lỡ tình huống đá phạt đền để giúp cho anh Gia Lai có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng chiến thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội là một chiến thắng xứng đáng. Như vậy là chúng ta đã